À, quý vị các bạn thân mến, Coleman đang lâu lắm rồi mới quay trở lại quận 5. Ở đây là góc đường Hồng Bàng và đường Phùng Hưng, và hôm nay mời quý vị các bạn ghé thăm một cái quán cà phê rất lâu đời ở đường Phùng Hưng. Đố bà con biết cái quán cà phê này nó mang tên gì nha. À, vì hôm nay mình đi đột xuất mà không có quay phim cho nên có mình là mình. Dạ đó, buổi sáng ở đây đường Phùng Hưng. Dạ. Dạ, đi vô uống cà phê. Dạ lâu quá. Trời ơi. Dạ trước khi ra chợ Bình Tây thì mình tranh thủ vô đây chơi. Dạ. Dạ. Thì qua chợ Phùng Hưng. Đi tìm tới quán cà phê rất là lâu đời ở đây. Bao lâu rồi? Dạ. À, buổi sáng thì rất là vui nha bà con. Vì lâu quá vô không nhớ. Ủa quán cà phê Ba Lù nằm đâu quên rồi. Thẳng luôn phải không? Ừ. Ở đây có một cái tòa nhà mình không biết là cái kiến trúc này từ rất là lâu rồi. Đó. Chắc cũng có tới hàng trăm năm á. Dạ lâu lâu ghé vô chợ. Đi vô chợ Phùng Hưng buổi sáng. Dạ chợ này trước vui lắm mà sao chợ hôm nay vắng quá vậy, buồn hả? Dạ. Rồi dạ. Rồi bữa nào ghé. Trời ơi, bán bún bò hả? Đúng rồi. Dạ bữa nào vô đây quay nha. Bữa nào vô đây quay ha. Dạ giới thiệu bún bò. Nãy mới ăn hủ tiếu ngoài kia rồi. Dạ. Bán 275 rồi đó. Ủa bán 275 hả? Ủa sao cô người Bắc mà cô ở lọt vô cái khu người Hoa vậy? Cô đây 581 mà. À cô đây 581, 27 năm. À. Quay dùm vô đây mấy trái cây nè. Rồi trái cây rồi đó, có quay hết. Bà con bác ở đây rất là dễ thương, rất là vui, rất là người đẹp luôn. Ổi lấy đâu vậy? Ổi hả? Ổi lấy với Bình Điền. Ổi lấy với Bình Điền hả? Rồi có cốc nữa nè. Cốc lấy với Bình Điền. Dạ. Dạ. Em chào anh chị mua may mắn đất nha, buổi sáng. Trời ơi, nghe khen cái muốn xỉu luôn. À, nhìn ở đây là cái à, mà con của bác mình có thể nhìn thấy cái khung rồi. Đó. Ở các khu phố người Hoa là đặc biệt là ở cái đường Phùng Hưng này có một cái quán cà phê rất dễ thương. Xưa mình đã từng đến rồi. Con gà cúng. Gà cúng, wow. Gà lệ chi. Lệ chi. Đó, bữa nay mình mà chắc không cần thấy mặt của Coleman luôn đó bà con ơi. 280.000 con. 280.000 con. À, bự nhất á. Ồ. Ngon. Gà là gà ta hả anh? Gà ta thả vườn. Dạ, gà ta thả vườn luôn. 250.000 con. Rồi. Xe nước. Dạ, vừa ngon. Dạ. Rồi, rồi, rồi. Ngon quá hả anh? Ừ, ừ. Ăn thử một con đi. Ăn thử một con hả? Rồi đặt làm sao? Bây giờ chặt cho lại ăn nha. Dạ không, em mới ăn rồi. Ăn nửa con. Rồi, à, đây. 40.000. Rồi, nửa con 40.000 đây mà. Rồi có gà ác luôn nha. Có gà ác luôn. Trời ơi, buổi sáng mà đi lang thang đi quay vậy thôi cũng vui nữa. Chả này chạy nhà giàu. Dạ, chả này chạy nhà giàu hả? Thiệt không? Dạ, hết rồi, dạng anh chào rồi. Dạ, chào buổi sáng. Sao đi dẫn của ông dẫn Tiger theo? Trời, biết Tiger luôn. Wow. Đi dẫn Tiger theo. Bánh mì chả lụa, nhìn này sẽ xỉu chưa? À, bánh mì thịt, bánh mì không, bánh mì có đây nè. Rồi, chắc bữa nào phải bữa chui vô đây một bữa, coi như lăn lóc trong đây quá. Lăn lóc bữa quay bữa đi. Rồi, nãy mới ăn hủ tiếu xong rồi. Ừ, bữa nào vô ăn. Dạ. Có thằng hủ mới vô Ba Lù, bữa không có vô lần hả? Dạ, có bánh mì này làm sao mà bánh mì nó nhọn nhọn người ta? Mì đặc ruột. À, mì đặc ruột. À, wow. Mì đặc ruột á. Rồi không biết mình nó giống miền Trung á. Dạ. Nó giống miền Trung á. Nó làm miền Trung ta đặt là mình ăn ké đó. À, nhưng mà ăn cái bánh mì này mới ngon nè. Đúng rồi. Đúng không dạ? Đúng rồi. Mì nó ngon lắm. Bữa nào ẩm Tiger vô đây ăn bánh mì, ăn chả lụa. Dạ. Rồi mốt cho Tiger mà nó biết đi rồi cho đi sớm nha. Tiger mà biết đi là vô đây là đi đã luôn ha. Dạ. Mới thôi nôi rồi. Dạ, mới thôi nôi rồi. Ừ, 15, 16 tháng rồi đi đã. À, đây có bán đủ luôn nha, áo quần là luôn nha. Đó, cái chị á còn cười. Rồi nước đậu đen quay nước đậu đen. Đậu đen giảm mỡ. Hồ hay quá. À, thật ra là những cái ý tưởng sản phẩm rồi. Trời ơi. Dạ. Lâu quá đi quay lại kiếm qua ở cà phê.
Ồ, ồ, cà phê, cà phê đó, thấy quán cà phê chưa? Đó, cà phê Ba Lù là nó đang đang ở phía sau đó. Dạ. Dạ, vui quá trời vui luôn. Chạy bãi mà mấy chỗ hết. Cái gì nói tôi, nói xấu tôi gì đây? Dạ 55. Ai ai nói tôi bốn mấy? Ồ đây có nguyên cái quầy chay luôn à, trời hấp dẫn quá. Ê bên kia mày làm gì mày chỗ đi con kia? Anh ơi lên với số cho em đi để em à lên với số hả? Rồi ơi vậy hả? Đọc số điện thoại luôn đi. Đọc số điện thoại đi. Em không có xài điện thoại. Dạ hả? Tiền số hả? Rồi vé số luôn rồi, rồi vé số. Rồi ơi. Vui giống như là bà con đây người ta đi bán cho vui á chứ không phải bán gì đam mê á. Bán gì đam mê đó, đúng rồi 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 đây bán gì là trời ơi á trời ơi quá dữ luôn. Wow 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 áo áo vú trời ơi có coi luôn hả, cảm ơn nhiều nha. Ồ buổi sáng rảnh rảnh mà đi lang thang trong mấy cái chợ vậy thôi cũng vui chết luôn á. Ủa mà chợ này mình đông nhất là giờ này tới giờ nào ha? Ồ cha bữa nào mang nước mát Sài Gòn ra đây bán cái bộ được rồi nha. À ngon thấy không? Thịt bò ở đâu? Thịt bò. Ôi là bên kia bán cái gì vậy? Ở cái góc đường bên, ô, ở cái góc bên kia có cái quán bán đồ ăn rồi. Cái chợ này rất là nhỏ, nhỏ thôi nhưng mà mình thấy rất là ấm cúng luôn kìa. Yeah. Anh vô thịt bò. Dạ bà con nào có nhu cầu quay hết. Quay đó, đến chợ. Dạ. Rồi đây tôm khô nè, ui trời cái nào cũng ngon hết á. Ôi ôi. Quay cà phê Ba Lù trái mới giờ quay nữa. Ông bốn con vợ đó má. Ai? Ở đâu ra bốn con vợ? Ờ ở đây là à vô đây là cái chợ cá đây. Rồi trong này có chợ cá. Rồi quay luôn nè. Ôi cá hồi kìa, cá hồi tươi rói luôn. Wow, ăn cá này đây. Ôi. Ồ, cá nó có gì vậy? Dạ. Trời ơi. Bây giờ đi hát rồi. Dạ đúng rồi, Hương vừa giờ qua chuyển làm nghệ sĩ rồi. Đi làm ca sĩ rồi. Ồ, cá ngon. Bữa nay ra đi lùng quá vậy? Dạ. Quay phim thấy cao, quay gia đình bữa nay gia đình lùng quá vậy. Dạ. Đấy, quay tiếng Nam thấy lùng á. Ôi, đầu cá gì bự dữ vậy? Cá nhà đây là cá nhà. Cá gì mà đầu bự quá vậy chị? Ủa, cá mú kìa. Này giống như cá mú đỏ đó ha. Ôi, lần đầu tiên thấy con cá mú đỏ, cái đầu nó bự quá trời đất vậy trời. Này chắc cá này cá thiên nhiên rồi. Trời ơi, vô đây nè, cá tươi rối rối luôn kìa. Ồ, đủ hết nha, chợ Phụng Hưng. À, muốn ăn cá bự là phải vô chợ Phụng Hưng đó, cái chợ nhỏ mà cá thì bự. Ôi, quá đông vui luôn. Trời, nhìn cái sớ cá kìa, đã chưa, ngon chưa? Cái này mấy bữa bán cùng 350 một ký luôn đó. Rồi đi ở chợ vui thiệt, vui luôn, chắc chắn đó bà con hả ba. Không khí chợ, những cái chợ mà giống như cái này chợ, thật ra nó chợ nghe cái tên đường nhưng mà nó giống như chợ, giống như những cái khu chợ hẻm vậy đó. Rồi có cà lồng, có mắm luôn nè. Dạ chào anh. Thấy mấy người đàn ông mà chị đi bán hàng thấy công nhận chịu khó ghê ta. Dạ. Dạ. Quán giờ bển rồi chú. Ủa quán giờ bển à? Quán giờ bển đó, thằng nữa đó. Ồ vậy hả? Còn mình chú bên kia kìa.
Có, đây đây có luôn cả đủ hết nha, khô khít rồi. Khô rồi có ba khía luôn. Nói chung bây giờ Phùng Hưng cái gì cũng có, mà coi như khó đi chút xíu là vui lắm nha. Sống này vắng quá ha chị ha, nhớ sợ đông lắm rồi. Chợ khác đông luôn. Không, thấy chợ sao giờ này thấy buồn vậy, vắng, hơi vắng. Sao bán đắt vậy? Rồi sao mình ghé thăm tiệm cà phê sáng. Dạ. Rồi đi tìm về quán xưa, tìm về quán xưa. Ôi ơi ơi, quán đây quán. Sáng nay ra đi công chuyện ra chợ. Đây đây quán cà phê Ba Lù đây. Ủa giờ qua đây hả anh? Qua đây rồi. Đây cái siêu quen thuộc. Rồi để cho em ly ly cà phê đi, quán này gần trăm năm rồi đó. Có đen con sữa hả? Bên sữa bên em uống đâu ngon, đen ngon hơn. Đen đi nha. Okay, đó thấy cà phê siêu nè, cà phê vợt mà nấu trong cái siêu đó, đỉnh chưa. Đây là lịch sử đó, đây là lịch sử là văn hóa của Sài Gòn xưa đó nha, không có giỡn đâu nha. Nhà rất là cảm động luôn nè, mình đã quay đây cách đây 4-5 năm rồi mà giờ vẫn còn cái logo mình nè, đẹp chưa. Ủa sao giờ qua đây vậy, sao phải giờ vậy? À cất nhà rồi. À cái nhà đó cất nhà rồi. Phải để nó cũ cũ vậy người ta mới thích nè, đúng không? Đó, trên tường là có mấy cái có. Ở phía sau là có mấy cái bức ảnh xưa lắm rồi. Dạ xin lỗi chú. Dạ. Cà phê nhớ là trước vô nhà rang luôn mà. Rang á, bây giờ là chưa có rang, 2 tuần rang lần. À 2 tuần cũng rang lần hả? Cái máy nó còn không? Còn, máy nó còn. Ồ, đúng luôn. Vẫn còn thường. Ngồi đi. Dạ rồi, giờ đây ngồi. Dạ, đây vậy. Ôi, được chơi. Nấu nước sôi hả? Này nấu nước sôi hả? Rồi, buổi sáng, kính thưa quý vị khán giả, buổi sáng mà vô đây thật sự là rất là dễ thương luôn. Lâu lắm rồi mới quay trở lại chợ Phùng Hưng, thấy chợ Phùng Hưng vẫn rất là đông vui nhưng mà vắng khách lắm. Bình thường là ngày trước là giờ này đông lắm luôn mà bây giờ thấy chợ cũng hơi buồn. Dạ mấy cái chợ mà xưa giờ là quý lắm nha bà con cô bác thân mến. Ôi. Cái đó đây có cái quán cái tiệm bánh cuốn Hồng Kông mà ở đây chưa có, bữa nay đóng cửa rồi sao á. Dạ bữa mình quay lại mình tìm. Cái đó cũng nổi tiếng lắm mà mình chưa có ăn thử, chưa có review thử luôn. Em. Bà con ở đây rất là thân thiện nha, nhưng mà sao lúc này chùa, lúc này chợ hơi vắng, hơi buồn á. Nhưng mà chợ đây đủ hết đó, cái gì cũng có hết á. Dạ. Có mình vậy? Dạ, nay đi có đi ra chợ Bình Tây có công chuyện xong rồi ghé vô uống cà phê thăm. Vắng quá hả? Trời ơi. Còn biển người không chú? Có. Đi bắn nữa. Hả? Vắng quá hả? Thì đó chứ quay chứ không biết hy vọng cái đông sung lại. Ờ rồi, trời cái chợ này vui thấy mồ luôn, chợ đẹp vậy mà không. Ờ nó bị dịch tới giờ luôn á. Khoái đi chợ lắm, mình dân Sài Gòn từ bé mà mỗi lần đi cái chợ cái cảm xúc nó nói thiệt sự là nó rất là đặc biệt.
và những cái chợ lâu đời giống như cái chợ Phùng Hưng này anh thấy nó nhỏ thôi nhưng mà đầy đủ hết nha, phong phú lắm, món gì cũng có hết. À, bà con cô bác rất là thân thiện luôn. Bây giờ là chậm lắm rồi. Dạ. Biết giờ đang nghỉ chống chợ hết trơn. Dạ. Đó, ở đây là ba chỗ này mà đang nghỉ hết. Dạ. Đó, chị chia sẻ là giờ ba cái chợ, ba mấy cái sạp ở gần đây là người ta dẹp luôn rồi. Bán vắng quá, người ta không có đủ tiền để chi phí. Dạ, chào cô. Ở đây mình thấy có những cái cô chú bác là rất là lớn tuổi mà vẫn ngồi ở sạp nha. Bán riết nghỉ hết trơn em. Bán riết nghỉ hết trơn em ơi, trời nói nghe đứt ruột thiệt chứ. Thôi hy vọng là sang năm trở lại nghe. Dạ, thôi trở lại từ 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 năm nay đi chứ tại sang năm nó chắc tiêu hết quá. Đó, sầu riêng cũng có luôn, cái gì cũng có hết. Rồi bây giờ thì đây, nãy giờ bà con bác chưa thấy cái mặt của Colorman bây giờ rồi. Đó. Biết là chắc mình thấy mình không cần quay cái mặt rồi đó, cái mặt mình lúc này nó vừa xấu mà nó vừa già mà nó vừa mập nữa, nó vừa nọng nữa. Cái món này tôi đi vậy cho lẹ quá, tôi đi rồi tôi tự quay vậy luôn cho nó lẹ quá. Dạ, hai cái quần 150 hả? Rồi bây giờ mình quay trở lại với lại thưởng thức ly cà phê xong rồi mình chia sẻ lại với quý vị các bạn nha. À. Đang chờ ly cà phê đây. Rồi quay trở lại quán cà phê Ba Lù rất dễ thương. À, bà con thấy không? Công thức cà phê gần 100 năm. Đây là cái quán này đã lên hình không biết bao nhiêu hình ảnh của Sài Gòn xưa luôn đó. Oh wow, chào anh, hấp dẫn quá. Này người ta gọi là còn gọi là cà phê kho nữa đó đúng không anh? Chưa gọi là cà phê kho. Xưa gọi là cà phê kho đó. Mà thực chất cho là cà phê gì? Cà phê bơ và còn đóng cái siêu. Nhìn thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Oh. Một ly giờ bán nhiêu người ta? À, ly 25 rồi. Ly 25 ngàn rồi. À. Ồ, uống thật. Đó đang không đường, cái này đang có đường. Ở đây là hầu hết là người ta uống cà phê nóng cho nó ngon á. Rồi. Thấy không? Cái nó không có bị, nó không có đậm, nó không có đặc. Nó nhìn cái màu nè. Đó. Ai không biết á thì mình nói là nó giống như cái cà phê này sao cái nó không có đậm đặc, nó không có đen lui. Nhưng mà cái cà phê này mới đúng là cà phê nguyên chất nha. Không đường luôn ha, hai cái không đường nè. Cái của mình thì ít đường. Dạ, kính thưa quý vị các bạn, buổi sáng lâu lắm rồi mới đi về quận 5 thì hôm nay mình cũng có việc ra chỗ chợ Bình Tây để quảng bá giới thiệu cái nước mát Sài Gòn đến với bà con cô bác. Thì còn đi hơi sớm nhưng mới có 7 giờ đây, mình tranh thủ mình ghé vô thăm vô cái quán cà phê Ba Lù và rất là vui, thấy quán vẫn còn rồi vô, nhưng mà cái vô chợ thì thấy hơi buồn. Đây chợ quận 5 ngày xưa vui lắm, rồi về vô đây thì giờ thấy chợ không có
vắng lắm và bà con cô bác tiểu thương thấy cũng khó khăn. À, đây là một trong những ngôi chợ rất là lâu đời ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà thật ra là đây là những cái địa điểm mà mình nghĩ là nó hội tụ văn hóa ở tại cái khu vực quận năm. Bà con cô bác mình có đi du lịch Sài Gòn hay là lâu có về thăm Sài Gòn ở dưới đó. Ngoài tỉnh mà có lên Sài Gòn là tranh thủ lâu lâu ghé vô cho thăm cái chợ nha. Chợ đông vui mà đồ ăn đồ rất là ngon đầy đủ, ngay cả những cái con cá rất là lớn luôn như thế này cũng có luôn, rồi cái gì cũng có mà đồ ngon lắm, đồ rất là tươi ngon và đặc biệt là bà con bán hàng rất là dễ thương và rất là thân thiện, và giá cả hợp lý, không quá thấp. Bà con bán mình tranh thủ lâu lâu đi tìm về những cái nét Sài Gòn xưa, dành ít phút buổi sáng hoặc nửa tiếng thôi đi dạo những cái ngôi chợ như vậy, cảm thấy nó thư thái vô cùng. Xin chào tạm biệt.